Chào các bạn, hôm nay tụi mình đi thưởng thức buffet tại nhà hàng tự chọn Cát Biển vừa mới khai trương tại thành phố Long Xuyên. Giá vé hiện tại là 170.000 đồng một người. Điều mà mọi người thích nhất ở đây chính là không gian rộng rãi, ở gần bờ sông nữa nên rất là mát. Tại đây có buffet lẩu và nướng, ngon hay không thì tùy khẩu vị của mỗi người nữa. Video này mình thì chỉ quay toàn cảnh, rồi quay hết các món ăn ở nhà hàng tự chọn Cát Biển cho các bạn tham khảo. Hải sản thì mình thấy cũng tươi, tôm thì lớn và khá nhiều, đồ ăn thì khoảng 60 món. Yeah.
tên luôn. Trời ơi. Mai đâu gặp em rồi. Đẹp quá vậy. Nhảy cầm nó lên đây còn kẹp nó kẹp vô bỏ nè còn cái tim này qua đường cái tim này kẹp tay em biết thấy như đêm vuông kìa rồi cô lại ai thấy sao cô cái này bầu cô vô tâm.